Xin chào tất cả anh chị em. Chúng ta đang livestream. Xin chào tất cả mọi người nhé. Bây giờ nếu tất cả chúng ta đang online, chúng ta cùng chào nhau các bạn nhỉ. Hello tất cả anh em. Hello Trang Vũ, hello Khánh Huyền. Xin chào nha. Hello Elite. Hello Tena. Hello anh Cường, hello Nguyễn Tôn Đức. Hello Nguyễn Quang Sâm. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hello Phương Đặng. Hello Hiền Trang, hello Phạm Thị Thu Hiền. Hello Nguyễn Phi. Hello Kim Ái. Hello Tôn Đức nhá. Yeah. Hello Nguyễn Khánh. Xin chào tất cả anh em. Hello Đức Thế. Hello Hoàng Hương. Hello Vũ Thị Ngọc Trang. Hello Võ Hữu Phước. Hello Nguyễn Quang Vinh nhá. Xin chào các bạn. Chúng ta khoảng 5 phút nữa, Linh sẽ 3 phút nữa, khoảng 3 phút nữa là chúng ta sẽ bắt đầu buổi live tối hôm nay. Hello Hillary Nguyễn. Hello Út 10. Hello Tư Hòa Bình. Đức Thế. Anh dùng Mac hay sao mà quay nét căng vậy anh? XS Max thôi. Chưa dùng đến 11. Hello Lý Hải Bùi. Đúng không? iPhone nó nét lắm. Hello Tuyết Trong Tim. Hello Chu Minh Châu. Xin chào tất cả anh em nhé. Rồi hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với tất cả chúng ta về cái chủ đề, đó là làm thế nào để chúng ta kinh doanh online thành công. Và có một vài bạn inbox cho mình. Nói chung là mấy hôm nay khi mà mình quay rất nhiều cái video, mình livestream rất nhiều video ở trong các group này, rồi mình quay, mình gửi cái video mình upload ở trên kênh YouTube của mình đó, và trên kênh fanpage đó, thì mọi người mới vào và bắt đầu tò mò hỏi là mình kinh doanh về cái gì, và hỏi và họ một số bạn ấy thì mới thấy rằng là mới biết được về cái doanh số của mình là một tháng cũng không hề nhỏ một chút nào hết, thì mới hỏi là tại sao trên cái Facebook cá nhân của mình đó thì không bán hàng. Đó, mọi người vào cái Facebook của mình thì gần như là thấy Facebook của mình không có upload về bán hàng, không upload về sản phẩm. Vậy thì làm sao mà mình bán hàng được ở trên cái Facebook, trong lúc cái mà Facebook của mình thì không có bán hàng một chút nào hết. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với chúng ta về cái cách làm sao để chúng ta kinh doanh online mà chúng ta không cần phải upload ở trên Facebook cá nhân. Và nếu các bạn mà chúng ta đi dạo một cái vòng ở trong Facebook của những cái người mà đã học cùng với mình hay làm cùng với mình đấy, thì gần như là mọi người không có post ở trên Facebook cá nhân về cái sản phẩm của mình, nhưng cuối cùng họ vẫn bán được rất nhiều. Vậy thì bí mật nó nằm ở đâu và làm thế nào để chúng ta làm được cái điều đó, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho chúng ta về cái công thức này. Hello chị Nguyễn Anh Thư, hello Nguyễn Quang Vinh, hello Hiền Loan Japan. Thực ra thì mình cũng có những cái video đó là mình đã upload sẵn ở trên cái kênh YouTube. Mình có đến 65 cái video. Mình có đến 65 cái video anh chị. Có tất cả là 65 cái video mình đã làm sẵn về cách viết nội dung quảng cáo này, rồi cách chạy quảng cáo này, rồi cách bán hàng, rồi cách chăm sóc khách hàng. Và mình có đến 65 cái video đó trên một cái danh sách phát, đó là cách kiếm 100 triệu một tháng từ cái kinh doanh online. Và nó được chia sẻ hoàn toàn miễn phí và tặng cho mọi người hoàn toàn miễn phí. Và sau cái khoảng 1.5 năm mình upload lên á, thì tại sao có một số người thì họ áp dụng cái video đó và ra được cái kết quả. Có những bạn là kiếm được 200-300 triệu một tháng. Trong lúc đó có những bạn thì họ lại không làm được, họ không có được kết quả từ cái video đó. Vậy thì cái nguyên lý vì sao và tại sao có những người lại rất hiệu quả và có những người không có hiệu quả, thì ngày hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ cho tất cả chúng ta về điều này. Hello chị Nguyễn Anh Tư, hello Lê Văn Tài, hello chị Hoài Anh, hello Nguyễn Văn, hello Trần Quang Tiến. Thì đầu tiên á là hello chị Trần Bích Nga. Đấy.
Rồi, vậy thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho chúng ta về cái cách làm thế nào để chúng ta kinh doanh online thành công. Cái đầu tiên anh chị là bởi vì ok, đến giờ chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta đã bắt đầu đến giờ để chúng ta bắt đầu cho buổi tối hôm nay. Vậy thì tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment là tôi đã sẵn sàng. Chúng ta comment tôi đã sẵn sàng. Rồi, chúng ta comment tôi đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu cho buổi tối hôm nay anh chị. Tôi đã sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu. Em có câu hỏi, cứ hỏi đi em. Rồi, chúng ta comment là tôi đã sẵn sàng. Tôi đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu buổi tối hôm nay các bạn. Bạn nào có câu hỏi thì chúng ta cứ comment. Rồi, lát nữa tôi sẽ chia sẻ chúng ta về giải đáp cho tất cả chúng ta luôn nhé. Thì cái đầu tiên mà Linh muốn chia sẻ với các bạn đó là cái mô hình trên đối với kinh doanh online đó. Có rất nhiều bạn họ gặp mình và họ cứ nói rằng là anh chỉ cho em về cách quảng cáo đi, anh chỉ cho em về cách chạy quảng cáo đi, anh chỉ cho em về tối ưu quảng cáo đi. Thì mình muốn chia sẻ với tất cả chúng ta như thế này này. Cái việc mà chúng ta chạy quảng cáo hay là tối ưu quảng cáo đó, nó chỉ chiếm khoảng cái về nói là về cái kỹ thuật mà xét quảng cáo như thế nào đấy, thì cái đó nó chỉ chiếm 10-15% đến cái hiệu quả trong cái kinh doanh. Vậy thì trong cái kinh doanh nó không phải phụ thuộc vào quảng cáo mà thôi anh chị, mà nó còn rất nhiều cái yếu tố mà chúng ta phải hiểu về một cái mô hình kinh doanh. Đúng không? Chúng ta phải hiểu về một cái mô hình kinh doanh như thế nào thì lúc đó chúng ta mới làm nó thành công được. Còn nếu mà chúng ta cứ đâm đầu vô chúng ta quảng cáo, cứ bỏ tiền vô chạy quảng cáo, thì tất nhiên nó sẽ không ra được kết quả nếu như chúng ta không hiểu được về bản chất của việc mà chúng ta làm về marketing. Và trong cái 5 năm mà Linh kinh doanh với trên Facebook, chạy quảng cáo với Facebook và kiếm tiền ở trên Facebook đấy, thì Linh muốn chia sẻ với anh chị chúng ta một cái mô hình mà Linh áp dụng nó và nó dẫn tới đó là có kết quả, được chưa? Và là sao đó là cái quảng cáo chúng ta chạy nó rất rẻ và chúng ta chạy nó rất ít. Đấy, vậy thì cái mà xét quảng cáo nó rẻ đó thì Linh cũng không phải là có một cái tút hay là một cái kỹ thuật hay là một cái gì nó cao siêu cả, mà nó đến từ việc đó là mình có một cái tư duy chiến lược, một cái tư duy về việc mà làm cái nội dung về quảng cáo. Vậy thì để mà làm được cái điều đó đó, ngày hôm nay thì Linh sẽ không nói về yếu tố về sản phẩm, nói về cái mô hình, mà Linh sẽ nói về cái việc mà marketing. Thì Linh luôn tuân thủ một cái mô hình về marketing từ trước giờ, chỉ có đó là chuyển từ cái truyền thống sang cái về online. Thì nó cũng dựa trên cái nguyên lý này, nhưng nó sẽ có một số cái thay đổi nó khác nhau một chút xíu. Thì cái đầu tiên anh chị là khi mà Linh làm về marketing ấy, thì luôn làm một cái bước đầu tiên này. Linh sẽ vẽ ra từng cái ô để từng cái giai đoạn cho chúng ta, và lát nữa chúng ta sẽ học theo điền vào chỗ trống nha anh chị. Đây chúng ta sẽ học theo từng cái ô như thế này ha. Bây giờ Linh sẽ vẽ trước để sau đó lát nữa chúng ta sẽ cùng với nhau để chúng ta điền vào chỗ trống và chúng ta hiểu nguyên lý của từng vị trí một, thì chúng ta sau đó chúng ta sẽ làm đúng. Ok chưa? Và đây là cái mô hình mà Linh Võ Hưng Phước mình xem xong video 30 ngày NLP phát triển bản thân mình, phát hiện ra vấn đề mà không biết làm sao để vượt qua, Linh giúp mình được không? Cái đó chúng ta sẽ làm cái livestream ở buổi sau. Còn livestream của ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ nói về cái chủ đề về kinh doanh online. Nên là Võ Hưng Phước, chủ đề sau chúng ta sẽ nói về cái NLP nhá. Thì đây là một cái mô hình mà mình theo đuổi nha anh chị. Thì cái bước đầu tiên, cái ô đầu tiên á, Linh muốn chia sẻ với chúng ta đó là gì? Là cái không phải đơn thuần là chúng ta để mà chúng ta chạy quảng cáo nó rẻ đó. Thì đầu tiên đó là chúng ta cần phải có một yếu tố thu hút. Ví dụ, Linh chia sẻ luôn nha anh chị. Ví dụ như hiện tại Linh đang làm một cái đối tượng khách hàng của Linh bán ấy, đó là khách hàng của Linh, đó là đối tượng nữ là chính. Và nữ chủ yếu là nữ về những người mà họ lớn tuổi đấy chị. Và những người khách hàng của Linh là những khách hàng nữ và họ có giàu có, họ có tài chính. Vậy thì đầu tiên đó là mình phải xác định được là đối tượng khách hàng mục tiêu của mình đang làm đó là gì. Từ cái đối tượng khách hàng mục tiêu này đó thì mình mới tạo ra một cái nội dung, đó là một cái nội dung thu hút, hay là Linh gọi đây là những cái nội dung về viral đó anh chị. Đó, để Linh quay lại cái này một chút xíu ha. Rồi, Linh làm cái đầu tiên đó anh chị, đó là cái nội dung về cái viral. Đó là cái mà chúng ta cần phải làm. Ví dụ như Linh làm những cái nội dung đó, con gái của người ta này, rồi phụ nữ hạnh phúc nhất khi nào này, rồi mẹ chồng nàng dâu này. Đó, Linh làm ra rất nhiều cái video, rất nhiều cái content mà liên quan đến người phụ nữ. Và Linh nói thay tiếng lòng của người phụ nữ đó. Thì khi mà người phụ nữ đó họ coi những cái video đó thì
cái những cái nội dung mà những cái content như vậy đó, mà chúng ta vào cái fanpage của Linh hay là vào trong cái kênh YouTube của Linh đó, Linh chúng ta thấy rằng là Linh chia sẻ làm rất nhiều cái dạng video như vậy đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta xem những cái video đó thì điều đầu tiên chúng ta sẽ nhận được đó là gì? Các bạn là chúng ta sẽ cảm thấy cái đối tượng khách hàng của Linh đó là họ vào đó họ cảm ơn Linh, bởi vì sao? Linh đã nói thay cái nỗi lòng của họ, Linh đã nói thay cái tiếng nói của họ, và họ cảm ơn Linh vì những cái thông điệp mà Linh đã nói thay. Và thông qua những cái video, thông qua những cái bài viết của Linh đó, họ để gửi được một cái lời mà họ muốn nói với người chồng của mình, họ muốn nói tới một ai đó. Tức là mình nói thay cái tiếng nói của họ, cái đối tượng khách hàng của mình đó. Thì từ đó cái khách hàng của chúng ta họ sẽ làm gì? Thì họ sẽ bắt đầu, đó là họ sẽ thích mình đúng không? Đúng chưa? Thì lúc đó là họ sẽ thích mình. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng gì? Cái nội dung mà chúng ta làm như vậy, cái nội dung mà dạng viral như vậy, thì cái nội dung này đó, nó chạy quảng cáo nó cực kỳ rẻ anh chị. Ví dụ như một ngày ấy, một video như vậy là Linh chỉ chạy hết khoảng 40.000 đồng thôi. Thì khi đó nó tiếp cận lên 40.000 á, và Linh chạy đến khoảng 120.000 thì nó tiếp cận đến cả 100.000 con người. Vậy thì cái nội dung đó nó làm cho cái khách hàng của mình á, họ share rất nhiều, họ tương tác rất là nhiều. Và mỗi ngày mình đều có một cái video như vậy mình gửi đến cho khách hàng của mình đó, thì dần dần cái hình ảnh của mình này, cái tiếng nói của mình này, rồi cái nội dung của mình đó, nó tiếp cận vào trong mắt của khách hàng đó. Thì bắt đầu khách hàng lúc này họ sẽ bắt đầu họ chú ý mình, họ quan tâm là mình đang kinh doanh gì, họ mình đang buôn bán gì, hay là mình đang bán cái sản phẩm gì. Và lúc đó chúng ta xây dựng, và lúc đó thì bắt đầu Linh mới đưa vào một cái group. Và cái group này đó thì Linh nó bắt đầu mới chia sẻ cho họ là về cái cách mà làm đẹp ra sao, cách mà chăm sóc sức khỏe ra sao. Và Linh định hướng cho họ là gì? Một người phụ nữ đó là họ đẹp khi nào? Đó là khi họ tự do, khi mà họ giàu có, khi họ trở nên đẹp, thì lúc đó họ sẽ trở nên đẹp và trở nên cuốn hút. Hay là cái mình chia sẻ về những cái bí kíp làm sao để giữ chồng đúng không? Thì cái đối tượng khách hàng của mình đó, họ coi những cái video của mình, họ coi những cái video của mình và họ thấy thích cái đó, thì tất nhiên là đầu tiên là họ sẽ viral cái của chúng ta đúng không? Thì cái yếu tố đầu tiên đó là chúng ta sẽ làm được cái đó là viral, là một cái nội dung chúng ta lan truyền được cho nhiều đối tượng khách hàng của chúng ta. Đó là cái đầu tiên làm. Thì khi mà chúng ta làm như vậy thì nội dung chúng ta chạy quảng cáo á, giá nó cực kỳ rẻ luôn anh chị. Nó rơi vào 100.000 lượt tiếp cận á, Linh chạy nó hết khoảng tầm 100 đến 150.000 đồng. Chứ nó chưa quá, bởi vì sao? Đó là do cái nội dung đó đánh đúng cái tâm lý của họ. Và ở trong cái nội dung này thì mình hoàn toàn không bán hàng. Và những người nào mà họ đã xem những cái video này hết 100% rồi đó, thì bắt đầu mình mới lên một cái chiến dịch, đó là mình chạy remarketing. Thì lúc đó là mình chạy remarketing về sản phẩm, đúng không? Mình chạy remarketing về sản phẩm của mình, về dịch vụ của mình. Thì họ đã từng nghe cái video của mình, thì bắt đầu họ đã thích mình rồi đúng không chị? Họ đã thích mình rồi đó, thì bắt đầu họ sẽ chuyển qua một cái bước với mình, đó là gì? Họ thích mình rồi họ sẽ làm gì anh chị? Thì lúc này họ sẽ bắt đầu họ thích mình một thời gian, và sau đó họ thấy cái quảng cáo, cái hình ảnh của mình đó, cứ đập vào mắt của họ. Nhưng cái quan trọng đó là rất nhiều người anh chị là khi mà chúng ta chạy remarketing á, là chúng ta cứ nả vào cái quảng cáo đó là về sản phẩm không, thì lúc đó họ sẽ cảm thấy rất khó chịu và họ không thích và họ không mua. Nó giống như đơn giản là trong cuộc sống chúng ta offline đây chị. Nếu chúng ta mà dẫn về con chatbot thì tuyệt vời thầy nhỉ. Đúng rồi, anh có dẫn về chatbot. Tất cả những cái người mà tương tác đó thì anh đều đưa về chatbot. Và trong cái chatbot á, thì lát nữa mình cũng sẽ chia sẻ cho chúng ta, đó là về cái cách mà chúng ta làm một con chatbot như thế nào. Ví dụ như chatbot của mình á, là hoàn toàn là không bán hàng nha anh chị. Cái chatbot của mình là không có làm bán hàng trong đó. Bởi vì nếu mà chúng ta làm bán hàng á, thì người ta sẽ không có thích, người ta coi cái video đó. Thì mình làm ra một cái phễu đó là viral. Xong đó đó thì mình đưa vào một cái là gì? Mình tặng, ví dụ mình có video về 30 ngày NLP, hay là video về làm sao để có một sức khỏe tốt, thì mình quay những cái video đó và mình có những ebook. Và sau đó là mỗi ngày đó là mình đều gửi cho khách hàng là một cái video làm sao để có một cái sức khỏe tốt. Thì lúc đó người ta sẽ thấy video này hay quá, thì người ta click vào, người ta sẽ muốn là xem những cái video của mình. Và mỗi ngày người ta chờ mong để được xem những cái video của mình, đúng không chị? Thì cái đầu tiên là chúng ta hãy nhớ là đầu tiên đó là video của chúng ta mang tính chất là viral, và chúng ta có thu hút và mang lại giá trị cho đúng đối tượng người tiêu dùng của chúng ta. Vậy thì ví dụ như khách hàng của Linh là nữ, thì lúc này mình luôn quan tâm đó là gì? Khách hàng của mình họ đang quan tâm về điều gì? Họ đang mong muốn điều gì? Thì mình mới tạo ra một cái nội dung về viral như vậy. Ví dụ như chúng ta vào cái fanpage của Linh đó, thì thấy ví dụ như nội dung đó thì nó luôn phù hợp cho đối tượng là nữ. Bởi vì đơn giản đó là khách hàng của Linh đó là khách hàng nữ chứ không phải là nam. Thì khách hàng của mình là nữ thì họ sẽ rất thích những cái nội dung đó. Và đặc biệt đó là mình viết nội dung này chủ yếu là dành cho đối tượng khách hàng người ta đã có gia đình.
Bởi vì sản phẩm của Linh đó là về chuyên về chống lão hóa, mà thuộc về phân khúc cao cấp nữa. Vậy thì mình phải làm những cái nội dung dành cho những người phụ nữ mà người ta đã có gia đình rồi. Thì lúc đó họ sẽ rất thích để xem video của mình. Và rất nhiều người họ tương tác, họ chat, rồi họ gửi lời cảm ơn mình. Và sau đó khi mà họ bắt đầu tương tác với mình thì mình tặng cho họ một vài cái video. Ví dụ như về phát triển bản thân, rồi video về làm sao để có mối quan hệ hạnh phúc, rồi những cái video đó là về làm sao để có sức khỏe. Thì khi mà người ta xem những cái video này đó, thì bắt đầu người ta sẽ thích mình, đúng không anh chị? Đúng chưa? Vậy thì trước khi mà người ta thích này, người ta sẽ có một cái bước nữa anh chị. Trước đó là nó sẽ có một cái bước nữa, đó là người ta sẽ tìm kiếm mình, đúng không? Người ta sẽ tìm kiếm mình. Vậy thì người ta tìm kiếm mình thì người ta sẽ tìm kiếm cái gì và tìm kiếm ở đâu? Đúng chưa? Lúc này thì người ta tìm kiếm mình thì người ta tìm kiếm mình cái gì và tìm kiếm mình ở đâu? Thì lúc đó người ta tìm kiếm mình đó, thì Linh phân tích và trong quá trình Linh làm đấy thì thấy hai cái kênh mà người ta thường xuyên tìm kiếm mình. Thứ nhất đó là ở trong Facebook. Tức là khi mình chạy quảng cáo ở trên fanpage xong thì bây giờ là người ta quan tâm là cái người mà cái Facebook của cái người tạo ra cái video này này, họ là ai, họ như thế nào, họ ở đâu, họ ra sao. Thì sau đó hello Vũ Hà, hello chị Nguyễn Loan Huỳnh, hello Duy Anh nhá, hello Phan Văn Thắng. Đó, thì khi đó mình tạo ra họ, mình để cho họ một cái đường link vào cái Facebook cá nhân của mình. Thì khi mà họ vào Facebook cá nhân của mình á, thì chúng ta vào trong Facebook của Linh á, thì chúng ta thấy rằng là trên Facebook của Linh này là có những hình ảnh mà mình đi du lịch ở khắp mọi nơi trên thế giới, rồi những cái hoạt động về huấn luyện, rồi những cái quan điểm về sống, có là mình là một con người thật, đúng nhất. Thì khi họ vào cái Facebook của mình là họ thấy là một con người thật ấy, thì họ rất là tò mò, không biết là ông này kinh doanh gì, ông buôn bán gì, mà tại sao ông này đi du lịch này, tại sao ông này lại có những cái video về chia sẻ rất nhiều giá trị cho chị em phụ nữ như vậy. Và sau đó thì bắt đầu họ vào Facebook của mình là họ thấy mình là thật rồi, đúng không chị? Và họ bắt đầu họ tin tưởng mình rồi. Thì sau đó họ lại vào tiếp một cái nữa, đó là gì? Là họ vào kênh YouTube của mình. Thì khi mà mình gửi cho họ cái đường link vào YouTube ấy, họ vào đó họ thấy này, là mình có những video chia sẻ về giá trị về phụ nữ, làm sao để có một cái mối quan hệ tốt, rồi mình có những cái video về phát triển bản thân, video về kinh doanh online, video về sản phẩm. Thì lúc này bắt đầu họ mới bắt đầu biết về một số sản phẩm về mình kinh doanh. Thì lúc này đó là họ tìm kiếm và họ thấy rằng là ở trong kênh YouTube của mình đó cũng mang lại cho họ rất nhiều giá trị, mang lại rất nhiều cái ý nghĩa cho họ. Và họ vào cái kênh YouTube của mình, họ nhận được nhiều giá trị, thì họ coi của mình và cái hình ảnh của mình nó cứ lặp đi lặp lại ở trong mắt khách hàng. Thì bắt đầu từ đây đấy, họ mới dẫn tới đó gì? Họ sẽ bắt đầu thích mình. Vậy thì cái điều gì nó sẽ làm cho khách hàng của chúng ta họ thích của chúng ta? Khách hàng họ thích chúng ta đó thì nó dựa trên đó là cái content mà chúng ta truyền tới họ. Cái content mà chúng ta truyền, content nó gồm có những gì? Thứ nhất đó là những cái bài viết. Bài viết của chúng ta nói thay cái nỗi lòng của họ. Chúng ta đứng về phía họ, chúng ta bảo vệ cái người phụ nữ. Thì chúng ta vào trong cái fanpage của Linh hay là trong Facebook cá nhân của Linh thì đều có thể hiện cái điều đó. Rồi sau đó khi mà người ta vào trong cái mình có những bài viết đó, kèm theo là mình có những hình ảnh đẹp, hình ảnh sang trọng. Và bởi vì đối tượng khách hàng của Linh đó là bán cho người giàu, thì khi mà người ta, khách hàng của mình là người giàu, thì người ta cần ở bên, người ta cần mua hàng từ những cái người mà cũng cùng tầng lớp với họ. Thì lúc đó họ mới dễ dàng, họ bị thuyết phục và lúc đó họ mới mua. Và lúc đó họ mới tin rằng là mình mới bán hàng chính hãng, đúng nhất. Bởi vì bây giờ trên internet người ta bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng rất nhiều. Thì bây giờ người ta rất kỹ là bằng cách là người ta vào Facebook, người ta check, người ta kiểm tra rất kỹ. Và người ta vào Facebook của mình và bắt đầu người ta thấy mình và bắt đầu người ta cảm thấy tin tưởng, người ta sẽ quyết định mua hàng của chúng ta. Ok chưa? Thì lúc đó người ta sẽ vào cái đầu tiên, đó là vào Facebook cá nhân. Vậy thì trên Facebook cá nhân này đó thì chúng ta cần phải lưu ý một điều này. Facebook và YouTube nha anh chị. Linh muốn lưu ý một điều, đó là khi mà chúng ta post ở trên Facebook cá nhân đó anh chị, là chúng ta tuyệt đối không nên bán hàng ở trên Facebook cá nhân. Chúng ta cứ nghĩ đi, nếu bây giờ chúng ta có một Facebook của người bạn của mình á, mà chúng ta vào Facebook của họ và chúng ta thấy từ kéo từ trên xuống dưới mà chúng ta thấy suốt ngày là bán hàng, cứ quảng cáo về sản phẩm này, về giày, về dép, về quần áo, chúng ta thấy họ quảng cáo rất là nhiều đấy, thì lúc đó chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cái Facebook này nó giống như một bãi rác và ngay lập tức chúng ta sẽ thoát ra, chúng ta không gặp họ nữa. Thì nó giống như việc thế này anh chị. Giống như việc đó là chúng ta đi ra ngoài, chúng ta có một cái mối quan hệ, một người bạn bè nào đó ở ngoài cuộc sống. Và mỗi lần mà người đó hẹn mình đi cà phê đó, thì người đó đều đưa ra một cái sản phẩm, họ chào, họ bán mình, họ chào mời mình và kêu mình mua hàng đấy. Thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? Chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu, đúng không? Chúng ta muốn ra đây để nói chuyện với họ, để tâm sự với họ, để bàn công việc với họ. Nhưng họ ra đây, họ không làm gì khác ngoài là cứ bán hàng. Thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Và lần thứ hai mà chúng ta mời họ đi cà phê, họ có gặp không anh chị? Nếu mà chúng ta cảm thấy là chúng ta không muốn gặp người đó, chúng ta hay comment là không gặp.
Đấy, thì đó là bản thân của chúng ta là trong cuộc sống offline. Thì khi mà chúng ta gặp một người họ chỉ biết bán hàng thì chúng ta còn không gặp. Thì trên Facebook nó cũng y chang như vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ vào cái Facebook của một người mà suốt ngày chúng ta thấy post hình ảnh về sản phẩm, post về bán hàng thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp họ, đúng không anh chị? Nên, vậy bây giờ tạo Facebook mới hay sao anh Linh? Ở cái Facebook cũ là chúng ta làm cho nó sạch lại, đúng không? Chúng ta quy hoạch lại, chúng ta sửa cái Facebook của mình lại cho nó chuẩn mực theo đúng cái đối tượng khách hàng của mình. Chứ chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta phải thay cái Facebook mới. Nên chúng ta vào cái Facebook của Linh đó, lập Facebook của Linh, hay là chúng ta thấy những cái người mà bán hàng rất thành công ở trên Internet ấy, chúng ta thấy là trên cái Facebook của họ không bao giờ thực hiện bán hàng. Vậy thì trên Facebook chúng ta sẽ bán hàng ở đâu? Thì lát nữa, ở cái phần lát nữa Linh sẽ chỉ cho chúng ta, đó là trên Facebook thì chúng ta sẽ bán hàng ở đâu. À, chứ cái Facebook cá nhân của mình, nó là cá nhân, nó là cuộc sống của mình, nó là cái phong cách sống của mình, nó là cái quan điểm của mình. Thì nơi đó là nơi để chúng ta chia sẻ về quan điểm sống, nơi đó là nơi để chia sẻ về phong cách sống, nơi đó là chúng ta đi du lịch hay chúng ta làm một cái gì, chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ trên đó. Người ta mới gọi đó là Facebook cá nhân, đúng không? Và Facebook cá nhân á, nó đóng một vai trò giống như một cái nơi để bảo chứng, nơi để cho mọi người thấy, ê, cái Facebook này là người thật này, à, Facebook này là một người rất là đàng hoàng, rất là chuẩn mực, nên họ bán sản phẩm chuẩn chính hãng, là những cái sản phẩm bán những sản phẩm tốt này. Và người ta vào đó họ thấy mình là một cái Facebook uy tín, thì sau này khi mà họ thấy mình bán cái sản phẩm, mình là cái chủ của shop nào đó hay là mình là chủ cái pay nào đó, thì họ sẽ tin cái pay đó, họ tin cái cửa hàng đó, họ tin cái shop đó, thì lúc đó họ mua hàng là họ mua ở trên cái fanpage của mình ấy, chứ họ không phải là mua hàng ở trên Facebook cá nhân của chúng ta. Rồi chúng ta hình dung ra chưa? Nên là sau đó rồi họ lại vào cái YouTube của mình, họ thấy mình chia sẻ rất nhiều giá trị và họ nhận được rất nhiều giá trị, từ đó họ sẽ tin tưởng vào đâu, sau đó họ quyết định họ sẽ mua hàng của chúng ta. Rồi, và khi mà họ vào, mà giống như chúng ta ở ngoài cuộc sống, chúng ta gặp một người bạn của mình, họ biết lắng nghe mình, họ chia sẻ cho mình rất nhiều điều tích cực, họ giúp đỡ cho mình rất nhiều đó, thì từ đó chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ cảm thấy rất là thích họ, đúng không anh chị? Và nên là cái nội dung mà chúng ta chia sẻ làm cho khách hàng họ thích chúng ta. Và khi mà người ta thích mình rồi đó, thì nó dẫn tới đó là khách hàng sẽ là gì ạ? Đó là khách hàng người ta sẽ tin mình. Vậy thì khách hàng người ta tin mình thông qua những cái yếu tố nào? Những cái điều gì nó sẽ làm cho khách hàng của chúng ta họ sẽ tin chúng ta? Thứ nhất, đó là vẫn là cái content. Chúng ta nói đúng nội dung của họ thì lúc đó khách hàng chúng ta sẽ thích, đúng không? Ví dụ như những cái video mà Linh làm đó, có thể là các bạn nam họ không thích, bởi vì video của Linh nói về phụ nữ rất nhiều, bảo vệ về giới nữ rất nhiều, nên là gần như là người đàn ông cảm thấy không thích Linh. Nhiều anh là chúng ta cảm thấy là ông này nói thế thì về vợ tôi là bắt thế này thế kia. Bởi vì Linh đang nói lên tiếng nỗi lòng của người phụ nữ và đưa lên những cái tiếng nói để bảo vệ phụ nữ. Bởi vì đơn giản khách hàng của Linh là người nữ, đúng không anh chị? Thì lúc đó đối với một số anh nam cảm thấy không thích những nội dung của nó. Nhưng không sao, bởi vì sao? Linh bảo vệ cái đối tượng khách hàng của mình là khách hàng của Linh đó là nữ chứ không phải là nam. Ok anh chị? Rồi, vậy thì đầu tiên đó là về cái content. Cái thứ hai đó, đó là chúng ta cần phải có đó là độ lập. Độ lập. Độ lập có nghĩa là gì? Cái nội dung ở trên Facebook của chúng ta đó là mỗi ngày chúng ta không cần phải quá nhiều, nhưng mỗi ngày chúng ta có một nội dung, nhưng một nội dung đó là một nội dung chất lượng. Ví dụ như chúng ta vào những cái Facebook của Linh thì thấy rằng là nội dung Linh up lên, mỗi lần là Linh up lên á là đều có giá trị, đều có mang cái chất lượng. Ví dụ như đều nói thay cái nỗi lòng của người phụ nữ, thì mỗi ngày Linh đều làm ra một cái video đó, đều thu âm một cái video đó và đều dựng lên một cái video đó và up lên trên Facebook cá nhân, up lên ở trên fanpage và up lên ở trên YouTube, thì mọi người thấy là cái độ lập, cái tần suất xuất hiện của mình đó, nó đều đặn hàng ngày, đều đặn hàng ngày, và ngày nào cũng có một cái nội dung mới. Và cái thứ ba đó, nó cái yếu thì đó là về cái độ lập, được chưa? Cái sự đều đặn của nó đó, cái nội dung của mình được up lên đều đặn thì lúc nào người ta mong chờ để người ta mình ra video, để người ta xem những cái video và mình chia sẻ. Rồi cái yếu tố thứ ba đó chính là gì? Đó chính là độ phủ. Độ phủ của mình đó là nó không chỉ là trên Facebook không, mà lên YouTube người ta cũng thấy, lên website cũng thấy, và ở trong tin nhắn cũng thấy. Thì lúc đó chúng ta sẽ gửi ở trên ba cái phương tiện, ví dụ như ở trên chatbot là một này, cái thứ hai là ở trên YouTube này, và thứ ba đó là mình chạy remarketing. Mình chạy remarketing cả ở trên Facebook, cả trên YouTube. Về những cái nội dung viral thì người ta lan truyền rất nhiều và người ta thấy từ cái sự xuất hiện của mình liên tục. Và cái quan trọng là khi mà chúng ta chạy remarketing ấy, thì chúng ta lưu ý là chúng ta không bao giờ chạy remarketing về nói về sản phẩm quá nhiều, mà chúng ta phải tập trung mang thật nhiều giá trị cho tới người tiêu dùng của mình lên. Và khi người ta nhận được càng giá trị nhiều, nhiều giá trị đó, thì người ta sẽ thích vào cái Facebook của mình người ta xem, người ta thích vào cái YouTube của mình người ta xem.
Rồi sau đó một tuần chúng ta mới thực hiện một hai cuộc bán hàng. Và lúc đó chúng ta thấy có những khách hàng đó, người ta quan tâm về việc mặt sản phẩm của mình đó, thì lúc đó chúng ta mới đó là chat với họ, hoặc là chúng ta gọi điện với họ, hoặc là chúng ta bán hàng ở trong cái group. Thì lúc đó những cái người mà người ta quan tâm về sản phẩm của mình đó, thì trong một cái nội dung viral đó chúng ta sẽ đưa ra, ví dụ như 100 phần đó, thì chúng ta đưa khoảng tầm 5 phần trong đó là nói về sản phẩm thôi. Thì khách hàng người ta sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, người ta cảm thấy rất thoải mái. Và những người ta quan tâm, người ta sẽ click và người ta inbox với mình, người ta liên hệ với mình. Thì lúc đó Linh sẽ đưa tất cả những khách hàng này họ vào một cái group. Và cái group đó là hoàn toàn về bán hàng, chứ group đó nó không, group đó là nói về sản phẩm, cách sử dụng sản phẩm này có tác dụng sao, sử dụng ra sao, bệnh này thì uống gì, bệnh này thì ăn gì. Tức là mình trong đó là nơi để mình bán sản phẩm là ở trong group. Chứ còn ở ngoài Facebook cá nhân, ở trên YouTube, ở trên Fanpage là nơi đó mình không hề thực hiện bất kỳ một cái cuộc bán hàng nào cả. Vậy thì bán hàng chúng ta diễn ra ở trong group, hoặc là trong tin nhắn, hoặc là trong quá trình mà chúng ta gọi điện. Vậy thì chúng ta ở đây, vậy thì khi mà người ta đến á, là chúng ta gần như là hoàn toàn chúng ta nói về việc đó là chúng ta trao giá trị cho họ là chủ yếu, đúng không? Vậy thì lúc này chúng ta sẽ tăng được cái độ phủ chúng ta rất lớn, đúng không? Thì khi mà chúng ta sẽ làm cho khách hàng người ta tin mình, thứ nhất đó là dựa trên content mà chúng ta viết ra, thứ hai đó là chúng ta làm tăng cái độ lặp lên, và thứ tư đó là chúng ta tăng cái độ phủ của mình lên, thì lúc đó khách hàng người ta sẽ thích thú, người ta tin mình, người ta mua hàng của mình. Vậy thì khi mà người ta tin mình rồi đó thì bắt đầu người ta mới mua hàng, đúng không? Người ta mới mua hàng của mình. Vậy thì cái việc mà mua bán này chúng ta sẽ diễn ra ở đâu? Thứ nhất đó là chúng ta diễn ra ở trong cái group, được chưa? Chúng ta sẽ diễn ra ở trong group chia sẻ hay bán hàng. À, group ấy, mình sẽ có hai dạng group khác nhau. Một là đó là group về cộng đồng. Ví dụ như mình những cái group là group về cộng đồng là mình chia sẻ về những giá trị mà mình, ví dụ như về phụ nữ khởi nghiệp chẳng hạn. Thì trong đó mình chỉ nói về khởi nghiệp, nói về kinh doanh. Chứ nơi đó Linh không hề nói về việc một bán hàng một chút nào hết. Và bên cạnh đó thì Linh có một group là những người mà người ta mua hàng của Linh. Thì nơi đó là ví dụ như họ hỏi là à, cái này dùng sao này, cái này dùng như thế nào này, sản phẩm này dùng sao này, bị mụn thì dùng sao này, bị máu trong mỡ thì dùng sao này. Tức là người ta hỏi rất nhiều thông tin liên quan đến sản phẩm, thì mình giải quyết ở nó trong một cái group. Và group đó là group dành chuyên cho bán hàng, chứ nó không có nói gì về việc mà liên quan đến về việc mà chia sẻ giá trị ở trong đó. Và nơi đó là chỉ nơi để dành cho những khách hàng, người ta có thắc mắc gì, người ta hỏi gì, mua bán gì thì nó sẽ diễn ra ở đó. Còn lại những cái hoạt động ở bên ngoài thì hoàn toàn là không bỏ ra bán hàng đâu cả. Vậy thì chúng ta làm cho nó thành từng nơi, từng vị trí mà có những cái chức năng riêng như vậy, thì lúc đó nó mới ok được, đúng chứ? Và khách hàng và họ vào cái group mà mua bán đó thì họ sẽ cảm thấy rất ok. Bởi vì sao? Họ hiểu rằng là vào group này là để mua bán, để hỏi đáp, để trao đổi, để giao lưu, để nói chuyện với nhau. Thì đó là cái group mà chúng ta dành cho việc hoàn toàn nói về sản phẩm, nói về giá trị sản phẩm, chúng ta phải bán hàng là ở trong đó. Còn lại ở trên Fanpage, Facebook cá nhân và trên cái YouTube là nơi đó chúng ta tuyệt đối không bao giờ bán hàng trên đó. Ok chưa anh chị? Rồi, sau đó vậy thì người ta mua hàng là mua ở trong group. Cái thứ hai, người ta mua hàng ở trong cái chat, trong tin nhắn, đúng chưa? Và cái mua hàng thứ ba đó là qua telephone, telesale, được chưa? Người ta mới bắt đầu mua bán là ở trong telesale. Vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu có những khách hàng người ta mua hàng mình rồi đó, thì chúng ta làm sao để chúng ta có tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh trong cái thị trường mà bây giờ biến động nhiều như thế, rồi người ta cạnh tranh rất nhiều, rồi rất nhiều tay to tay lớn, thì làm sao mà chúng ta là một cá nhân, làm sao để chúng ta vẫn có thể chiến thắng được trong đó? Thì đây là một điều chúng ta phải lưu ý thật kỹ, đó là hãy biến tất cả những khách hàng của mình trở thành những người thân thiết của chúng ta. Ví dụ như tất cả những cái người mà mua hàng của Linh đó anh chị, thì Linh đều tạo với họ thành một cái mối quan hệ, đó là mối quan hệ thân thiết. Và khi mà họ đến thành phố Hồ Chí Minh hay là mỗi lần Linh ra Hà Nội, thì Linh đều dành cái thời gian để gặp gỡ khách hàng với mình, để uống cà phê với họ, ăn sáng với họ, ăn trưa với họ hay là ăn tối với họ. Hay là nếu có thể đi chơi với nhau thì mình tạo ra những cái buổi nói chuyện như vậy, tạo ra một cái cộng đồng, tạo ra một cái sự kết nối. Hay là những khách hàng mà Linh nói là khi nào họ vào thành phố Hồ Chí Minh thì hãy gọi điện cho Linh và chúng ta có thể ngồi cà phê với nhau, chúng ta ăn trưa với nhau hay là ăn sáng với nhau. Thì có là mình phải biến tất cả khách hàng của mình họ trở thành những cái mối quan hệ của mình, đúng không? Thì khi mà họ trở thành cái mối quan hệ thân thiết với mình đó, thì không ai người ta có thể cạnh tranh với mình được. Nên là tất cả khách hàng của chúng ta đó, chúng ta phải biến họ từ khách hàng trở thành một cái mối quan hệ thân thiết, trở thành một người bạn, người anh, người chị, người em, trở thành những cái mối quan hệ thân thiết như vậy, thì không ai có thể cạnh tranh với chúng ta được. Vậy thì từ khi mà chúng ta đã có khách hàng rồi, chúng ta phải biến họ trở thành bạn,
đúng không? Và khi họ trở thành bạn của mình đấy, thì lúc đó dù ai có chào mời đưa ra chương trình khuyến mãi hay là kỳ kèo kéo như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn không lấy khách hàng được của mình. Bởi vì họ là bạn của chúng ta, và họ là bạn của chúng ta thì họ sẽ chỉ mua hàng của chúng ta chứ không bao giờ mua của người khác. Thì đó là cái cách mà Linh đang làm với tất cả những khách hàng của mình. Và khách hàng nhiều cũng không sao anh chị. Thì chúng ta lọc ra những khách hàng, ví dụ như chúng ta có được khoảng 100 khách hàng VIP, đúng không? 100 khách hàng đó, thì mỗi một khách hàng đó, một tháng mà họ tiêu cho mình đó là khoảng 20 triệu thôi. Thì các bạn là chúng ta đã có doanh số 2 tỷ đúng không ạ? Và chúng ta nhân bản cả hàng, cả cái đội ngũ của mình, chúng ta đều làm như vậy, chúng ta có 300 mà chúng ta 300 con người mà đều làm một cách như vậy. Thì các bạn là cái hệ thống chúng ta nó cái có doanh số được là 4-50 tỷ một tháng đúng chưa? Nên là một cái điều mà Linh muốn chia sẻ với chúng ta ở đây là gì? Hãy biến tất cả cái đối tượng khách hàng của chúng ta trở thành một cái mối quan hệ về thân thiết. Hãy trở biến của họ thành một quan hệ. Thì lúc đó giá bao nhiêu điều đó không quan trọng, và người ta đưa ra những cái chiến lược như thế nào về giá cao giá thấp điều đó nó không quan trọng nữa anh chị. Bởi vì lúc này chúng ta đã trở thành một cái mối quan hệ, và lúc đó chúng ta đã có được cái tình cảm của họ, có được cái niềm tin của họ. Ví dụ như bây giờ này, chúng ta biết là ngày xưa đó là Linh mua điện thoại iPhone hay là máy tính MacBook thì đều ra đó là của FPT Shop. Nhưng sau đó khi mà Linh gặp một cái anh này đó, đầu tiên là qua một người bạn giới thiệu và Linh đấy đó là anh mua. Sau đó mua xong đó, cái anh này đó đã kết nối cùng anh này là cũng học cái lớp của Linh luôn. Sau đó anh ta về kết nối thành những cái người mà đến mua hàng của anh ta đó, là trở thành những cái người bạn, trở thành những cái mối quan hệ thân thiết anh chị. Và sau đó các bạn biết là anh này doanh số bây giờ là sau 2 năm thì bây giờ đã tăng lên được 3 cái cửa hàng. Và tất cả những cái cửa hàng của anh ta, cái khách hàng của anh ta đến mua đó, anh ta đều biến trở thành những cái mối quan hệ, trở thành những cái người bạn thân thiết đó. Và khách hàng được giới thiệu rất là nhiều và người ta giới thiệu rất nhiều. Ví dụ như Linh cũng thế, Linh anh ta cũng đối xử với Linh giống như người anh, người em, trở thành giống như người bạn, giống như là thân thiết với nhau đó. Và đến nói là cưới nhau cũng là mời nhau luôn. Bởi vì sao? Khi mà mình cưới thì mình cũng mời anh ta, và anh ta cưới anh ta cũng mời mình luôn. Thì đó là mình đã biến họ trở thành cái mối quan hệ về thân tình rồi. Hay là sinh nhật hay là tất cả những cái ngày lễ gì đó thì mình đều, họ có là mình xem họ giống như là một người bạn, và họ cũng xem mình giống như một người bạn, một người anh em. Đó là biến họ trở thành một cái mối quan hệ thân tình của mình. Và khi mình trở thành mối quan hệ thân tình của mình đó, và anh chị biết điều gì không? Mỗi lần, mỗi năm mà điện thoại iPhone ra, Linh đều mua ở đó. Hay là khi mà bạn bè của mình á hỏi là mình mua điện thoại ở đâu hay là mua máy tính ở đâu thì mình đều giới thiệu ở trên đó. Nên là chúng ta hãy nhớ, đó là biến tất cả khách hàng của mình trở thành một cái mối quan hệ thân thiết thì không ai có thể cạnh tranh được với chúng ta hết. Ok chưa? Nên là chúng ta hãy comment là hãy biến tất cả khách hàng của chúng ta trở thành những mối quan hệ của chúng ta. Và khi khách hàng chúng ta đã trở thành mối quan hệ của chúng ta rồi anh chị, thì giá trị trên một khách hàng đó, ví dụ như khách hàng đó một năm mua chúng ta là 50 triệu thì bây giờ nó không phải còn là 50 triệu nữa, mà nó có thể là tăng lên đến đó là 150 triệu. Vì sao? Bởi vì từ người khách hàng này họ đã mối quan hệ thân tình với mình, họ đã thích mình, họ đã tin tưởng với mình rồi, thì sau đó họ có những người bạn của họ, họ cũng có nhu cầu sản phẩm đó thì họ luôn giới thiệu cho mình. Nên chúng ta hãy biến tất cả khách hàng của chúng ta trở thành những mối quan hệ thì chúng ta sẽ không có bất kỳ một cạnh tranh nào. Ok chưa anh chị? Nên Linh muốn tất cả chúng ta comment hãy biến tất cả khách hàng trở thành một cái mối quan hệ thân tình cho chúng ta. Ok chưa? Rồi, vậy thì lúc này chúng ta sẽ nhận được cái giá trị kế tiếp, đó là người ta sẽ bắt đầu chia sẻ. Người ta sẽ bắt đầu chia sẻ. Vậy thì người ta chia sẻ khi nào đây? Người ta sẽ chia sẻ khi nào đây? Người ta sẽ chia sẻ khi mà họ nhận được, thứ nhất đó là sản phẩm này nó phải tốt. Họ sẽ share cái sản phẩm của chúng ta, họ sẽ chia sẻ cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta đó khi họ nhận được sản phẩm này đó là sản phẩm tốt. Cái thứ hai đó là họ nhận được một cái dịch vụ tốt. Đúng không? Thứ hai đó là họ trở thành, họ có một cái dịch vụ tốt. Và cái thứ ba đó là chúng ta trở thành người thân của họ. Thì lúc đó họ sẽ chia sẻ. Chúng ta đã thấy đó là có phải là khi mà một người con á mà có post một bài không hay hay là dở thì người mẹ vẫn luôn chia sẻ đúng không ạ? Con nói hay nói dở thì người mẹ vẫn luôn ủng hộ và chia sẻ. Nên là chúng ta hãy trở thành một người thân của khách hàng của mình, trở thành một cái mối quan hệ thân tín với khách hàng của mình, thì khách hàng chúng ta sẽ luôn giới thiệu và chia sẻ rất nhiều cái khách hàng cho chúng ta. Đó. Và họ trở thành những người liên tục điên cuồng đi giới thiệu khách hàng cho mình. Và khi một ai đó nói về một cái điều gì đó không tốt với chúng ta đó, là họ sẽ là người đầu tiên sừng cố lên để đứng ra họ bảo vệ chúng ta.
Vậy chúng ta hãy biến tất cả khách hàng của chúng ta về cái đó là trở khách hàng của chúng ta trở thành những người thân của chúng ta. Và khi mà bắt đầu người ta share xong thì điều gì đó sẽ xảy ra? Thì bắt đầu họ share cho những người bạn của mình. Và những người bạn của mình á, bạn của khách hàng của mình á, họ sẽ bắt đầu họ vào những cái kênh của họ, vào video, vào trên fanpage của mình này. Đúng chưa? Họ vào trên fanpage này, họ vào trên kênh YouTube này, họ vào Facebook cá nhân của mình này. Và khi mà họ vào đây đó, họ thấy rằng là ồ, cái ông này có chia sẻ nhiều nội dung hay quá, họ đang bảo vệ cho khách hàng của mình. Thì bắt đầu khách hàng của mình bắt đầu họ lại tìm kiếm, à ông này ra sao. Bởi vì bạn mình giới thiệu là một chuyện rồi, nhưng họ sẽ luôn vào đó để xác thực, để xem ông này ra sao, cái người bán hàng này có ok không. Rồi sau đó họ vào những cái kênh YouTube, họ lại nhận được những giá trị và họ cảm thấy hay, cảm thấy thích thú. Bắt đầu họ thích xong đó bắt đầu họ lại mà tin mình, họ tin mình sau đó bắt đầu họ mua và mình lại biến họ trở thành những cái mối quan hệ thân tình nữa. Thì bắt đầu họ share ra và lúc đó chúng ta sẽ có được một cái giá trị rất là lớn. Và anh chị biết bây giờ, ví dụ như của Linh bây giờ đó, là cái lợi nhuận từ việc mà khách hàng cũ người ta mua lại của Linh đó, nó còn nhiều hơn so với việc mà Linh bán cho doanh số của khách hàng mới nha anh chị. Cái lợi nhuận từ khách hàng cũ đó mang lại nhiều hơn cả cái doanh số mà Linh bán cho cái khách hàng mới. Thì lúc đó cái kinh doanh của chúng ta nó mới bền vững, kinh doanh của chúng ta mới lâu dài. Và lúc này đó thì chúng ta không cần phải quá nhân sự, quá nhiều thời gian. Và lúc này chúng ta cần dành thời gian để luôn luôn đó quan tâm khách hàng của mình. Chúng ta trao giá trị cho khách hàng của mình, thì khách hàng người ta vẫn tiếp tục liên tục người ta mua hàng của chúng ta. Vậy thì làm sao để chúng ta làm được về cái nội dung về content, về thu hút, đúng không? Làm sao để chúng ta tạo ra những cái nội dung về content, về thu hút? Làm sao để chúng ta tìm kiếm được cái khách hàng của mình? Và làm sao để chúng ta làm cho khách hàng thích? Rồi làm sao để chúng ta chạy remarketing, rồi chúng ta thiết kế ra một cái hệ thống về một cái hệ thống vận hành tự động như thế này. Và Linh làm những cái này đó. Hay là làm sao để chúng ta làm cho khách hàng người ta share mình, người ta có những cái nút share, đó là hệ thống mà chúng ta cài đặt nó trên chatbot. Rồi làm sao để chúng ta tạo ra những cái group, rồi kịch bản về sale, rồi kịch bản về chăm sóc khách hàng ra sao? Đúng không? Rồi làm sao để chúng ta xây dựng một cái Facebook profile cá nhân tốt? Làm sao chúng ta xây dựng ra những cái nội dung ở trên kênh YouTube cho tốt? Và làm sao để chúng ta tạo ra những cái video về viral, về marketing ở trên cái fanpage của chúng ta? Thì cái chương trình này đó là trong cái chương trình về Rich People Business, là chương trình về bán hàng cho người giàu đó, kinh doanh cho người giàu, mà Linh tổ chức offline ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì tất cả những anh chị em nào mà chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta hãy đến cái lớp học đó. Và lớp học này đó thì Linh thường làm nó không quá 10 người anh chị. Linh làm chỉ cần một số lượng rất nhỏ thôi. Tại sao Linh lại phải làm cái số lượng nhỏ mà không làm số lượng lớn? Bởi vì đơn giản là làm số lượng lớn á, là Linh sẽ không thể kèm xếp và theo sát được. Bởi vì cái chương trình này đó là ngoài việc mà chúng ta học 3 ngày trực tiếp ra, thì Linh còn phải kèm sát cho anh chị, đó là chúng ta học trong vòng, đó là ít nhất đó là 1 tháng. Và chúng ta phải tương tác, chúng ta làm từ việc mà chúng ta làm ra content xong đó, bắt đầu Linh mới cùng với đội ngũ của mình sẽ edit, sửa lại cho chúng ta, review lại chúng ta. Sau đó chúng ta thực hiện những cái file ghi âm xong rồi bắt đầu chúng ta dựng lên thành một cái video. Rồi sau đó chúng ta chạy những cái quảng cáo, rồi chúng ta tối ưu quảng cáo, rồi sau đó chúng ta mới cài lên một hệ thống về chatbot. Chúng ta mới sửa từng cái như vậy. Các là nguyên cả một cái hệ thống học như thế này là Linh phải kèm cặp cho đến khi nào mà chúng ta làm ra kết quả, chúng ta làm thuần thục thì mới thôi. Nên là cái chương trình này nó thường diễn ra từ 1 cho đến 3 tháng. Nên đó là lý do tại sao một lớp thì Linh không làm quá 10 người. Bởi vì đơn giản đó là Linh phải kèm sát, theo sát cho tất cả anh chị chúng ta ra được cái kết quả thì thôi. Ok chưa? Và cái kết quả đầu ra mà với tất cả những cái học viên mà khi mà Linh học đó, thì đó là phải có tốt nghiệp, đó là cái lợi nhuận một tháng là từ 100 triệu một tháng trở lên. Và cái lợi nhuận này đó, thì khi mà Linh nói là 100 triệu nhưng thực tế thì có rất nhiều bạn ở trong lớp học thì họ kiếm được 200-300 triệu một tháng. Và cái này nó phụ thuộc có nhiều người hỏi là bao lâu thì mới ra được kết quả đó. Thì bao lâu để ra được kết quả đó, nó tùy thuộc vào việc đó là chúng ta nỗ lực nó như thế nào, là cái thứ nhất. Thứ hai là tùy thuộc vào nền tảng. Bởi vì có những bạn thì sau tuần đầu tiên là họ đã làm được cái điều đó, nhưng có những bạn phải 3 tháng sau họ mới có được điều đó. Và thậm chí nhưng có những bạn đó anh chị là phải sau 1 năm họ mới có được cái điều đó. Bởi vì cái nền tảng của họ nó quá thấp. Thì lúc đó bạn Linh phải dạy từng bước, chia sẻ từng bước, hướng dẫn từng bước và kèm cặp từng bước. Thì theo một thời gian chúng ta mới có kết quả được. Và cái quan trọng đó là gì? Bọn Linh luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ theo sát cho đến khi nào mà chúng ta kết quả.
trừ khi mà chúng ta học chúng ta bỏ giữa chừng và chúng ta không theo sát nữa thì nó mới không đạt kết quả thôi. Còn chúng ta vẫn tiếp tục học, chúng ta vẫn tiếp tục làm, chúng ta tiếp tục theo đuổi thì bên link sẽ kèm sát cho đến khi mà chúng ta có kết quả. Vậy thì cái học phí của cái lớp học này nó là bao nhiêu? Cái học phí của lớp học này thì từ trước đến giờ Linh chỉ có một giá duy nhất, đó là 10 triệu đồng mà thôi. Và lớp luôn luôn đóng ở mức đó là 10 người. Và quá con số 10 người này thì Linh sẽ đóng lại và không có nhận thêm. Và nếu mà chúng ta đóng sau cái số 10 người này thì chúng ta chuyển sang tháng sau. Bởi vì một tháng Linh chỉ làm đúng duy nhất một lớp, chỉ có duy nhất một lớp mà thôi. Được chưa? Và nếu mà chúng ta muốn học về những cái chương trình về phát triển bản thân, về NLP, về chương trình chuyên sâu đó mà Linh đang làm đấy, thì đó là Linh có một cái chương trình là combo, là có 4 khóa luôn. Thì khi mà chúng ta học về combo này đó, thì đó là Linh sẽ đưa ra cái mức phí của nó chỉ có 15 triệu thôi, là chúng ta chỉ đóng thêm 5 triệu nữa là chúng ta học được cái chương trình của Đại học Triệu Phú của thầy Alan Agao. Và thầy Alan Agao là người thầy dạy cho Linh về cái năng lực về lãnh đạo. Thế nên là cái chương trình này đó là chương trình của thầy Alan Agao, là một người triệu phú. Thầy đã kiếm được hơn 50 triệu đô la từ việc mà kinh doanh online, và thầy đang coaching và huấn luyện trực tiếp cho Linh để giúp cho cái công việc kinh doanh của Linh vươn ra về thế giới. Đó là nhờ vào thầy Alan Agao. Thì trong đó chúng ta có một cái chương trình đó là 3 ngày 3 đêm là của thầy Alan Agao, đó là chương trình về Đại học Triệu Phú. Sau đó chúng ta có thêm một cái chương trình nữa, đó là chương trình về leadership. Bởi vì khi mà Linh chúng ta học về cái công cụ về làm việc đó, những cái quan trọng làm sao để chúng ta biến những cái kiến thức mà chúng ta học được nó trở nên hiệu quả, thì chúng ta cần phải thay đổi về cái tư duy, chúng ta phải thay đổi về mindset. Thì đó là cái chương trình là đại học về chương trình về leadership 1 và leadership 2. Thì Linh sẽ có một cái chương trình huấn luyện đó cả thành phố Hồ Chí Minh và ở Đồng Nai. Và tất cả những cái chương trình đó chúng ta đều gồm có ăn ở đi lại nha anh chị. Chương trình mà Linh tổ chức ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh á, chỉ có trong chương trình trong thành phố Hồ Chí Minh thì không có là ăn ở đi lại thôi. Nhưng nếu mà Linh tổ chức mà nó không phải ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh và xe sẽ đưa chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta ra đến Phan Thiết, có một chương trình của thầy Alan Agao là ở Phan Thiết và tại resort 4 sao. Thì xe sẽ đưa chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến Phan Thiết, ăn ở ngoài đó 3 ngày, sau đó xe chúng ta đưa về. Và học phí thì bao gồm tất cả những cái điều này luôn anh chị. Thì đó là chương trình của về chương trình có ở Hà Nội không? Hà Nội thì không có nhé. Chương trình về offline thì chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì mình bay vào thành phố Hồ Chí Minh mình học. Rồi ví dụ như chương trình ở Phan Thiết thì chúng ta vào thành phố Hồ Chí Minh, sau này xe sẽ đưa chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết. Còn chúng ta còn có, nếu mà những bạn nào mà chúng ta ở xa, ở Hà Nội hay là chúng ta ở nước ngoài hay là ở các tỉnh đấy, thì chúng ta đăng ký, có thể đăng ký vào chương trình về phụ nữ khởi nghiệp về 4.0. Thì đó là chương trình mà 7 ngày mà Linh sẽ làm chúng ta có một cái nền tảng về kinh doanh online. Và khi chúng ta có được cái nền tảng đó đó, thì Linh sẽ có 65 cái video về kinh doanh về online, cách kiếm 100 triệu một tháng từ kinh doanh online, thì Linh sẽ tặng cho chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ vận dụng được 65 video đó tốt khi mà chúng ta đã học xong cái 7 ngày về cái phụ nữ khởi nghiệp 4.0. Và 7 ngày về phụ nữ khởi nghiệp 4.0 đó, đó là 7 ngày mà chúng ta học về nền tảng. Đó là 7 ngày mà chúng ta học về nền tảng rất vững chắc. Bởi vì chúng ta cần phải hiểu về những cái nguyên lý thành công, những cái công thức thành công. Và cái 7 ngày nó sẽ lý giải vì sao đó, tại sao ngày xưa chúng ta nghĩ rằng là chúng ta học đại học là chúng ta thành công, đúng không ạ? Đúng nhất. Nhưng sau đó chúng ta đi vào đại học, sau đó chúng ta vỡ mộng và chúng ta nó không đạt giống như kỳ vọng. Và cuối cùng chúng ta ra trường, chúng ta thất nghiệp rất nhiều, chúng ta xin việc cũng không được. Và chúng ta học đại học xong top hàng đầu, trên hàng đầu của Việt Nam luôn, nhưng chúng ta vẫn không giàu được. Bởi vì cái trường đại học không phải là dạy giỏi chị, mà là trường đại học là dạy cho chúng ta về làm việc. Nhưng nó không, nhưng tại sao chúng ta học đó lại có những người thì rất thành công nhưng có người không thành công? Rồi sau đó chúng ta lại thấy những cái khóa về làm giàu, chúng ta lại bắt đầu đăng ký, chúng ta đi học về làm giàu. Và chúng ta đi học về làm giàu đấy, chúng ta vẫn không thấy giàu đâu. Bởi vì chúng ta đang thiếu một thứ, đó là kiến thức về làm người. Chúng ta đang thiếu về cái nền tảng về tư duy. Nên là trước khi chúng ta học về làm việc, trước khi mà chúng ta học về làm giàu, thì cái đầu tiên đó chúng ta cần phải học về làm người. Chúng ta học về nền tảng về tư duy. Và khi chúng ta có một nền tảng tư duy tốt, chúng ta có một cái hệ thống về tư duy tốt và chúng ta có kỹ năng về làm người, thì lúc đó sau đó chúng ta học về làm việc thì lúc đó nó mới hiệu quả được. Nó giống như Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Singapore, họ không phải cái đối với một người trẻ bắt đầu học đó, đó là học cái đầu tiên, đó là học về tư duy, học về làm người trước, rồi sau đó họ mới học về làm giàu. Được chưa? Sau đó, họ học về tư duy, họ học về làm người trước, sau đó họ mới học về kỹ năng về công việc. Và khi người ta học về kỹ năng về công việc thì người ta đã có một cái sự chủ động, người ta có một cái sự đoàn kết, người ta có một cái tinh thần về hợp tác, người ta có cái sự chính trực, đúng chưa? Và người ta có những cái nguyên lý và những cái công thức về thành công. Và sau đó người ta áp dụng về kỹ năng về công việc nữa, và hai cái đó áp dụng lại với nhau, thì lúc đó chúng ta không muốn thì tiền nó vẫn đến. Và lúc đó sự giàu có nó sẽ đến với chúng ta.
Và khi sự giàu có nó đến với chúng ta, đó là điều nó tất nhiên rồi. Thế đó là lý do tại sao Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore họ phát triển như vậy. Bởi vì họ đi đúng hướng, họ học đúng những cái. Nên là cái chương trình Phụ Nữ Về Khởi Nghiệp 4.0 ấy, trước khi mà chúng ta nhận được 65 video đó, thì Linh phải làm cho chúng ta đó là hiểu một cái nền tảng về tư duy. Và trong livestream này thì cũng có rất nhiều chị em là chúng ta đã học cái lớp học đó rồi đúng không ạ? Và chúng ta đã học về 7 ngày là về Phụ Nữ Khởi Nghiệp 4.0. Chúng ta nhận được nhiều giá trị, Linh muốn tất cả chúng ta có thể comment để cho mọi người có thể tham khảo về những cái giá trị mà tất cả chúng ta đã nhận được cái lớp học đó. Thì sau đó chúng ta nhận cái video về 65 về ngày kinh doanh về online, thì lúc đó chúng ta mới ứng dụng nó tốt và chúng ta mới hiệu quả được. Nên những bạn nào mà chúng ta học xong cái đó, hay là chúng ta chưa học mà chúng ta muốn nhận 65 video đó, thì cứ inbox cho Linh, Linh sẽ gửi cho chúng ta cái đường link để chúng ta vào đó chúng ta xem. Ok chưa? Bởi vì một số bạn hỏi là Linh là 65 video đó, thì chúng ta cứ inbox cho Linh và Linh sẽ gửi cho chúng ta về cái video đó để chúng ta có thể học và chúng ta tham khảo thêm. Được chưa? Và đây là ngày hôm nay ba người rồi, quá giá trị luôn thầy. Ai Hà Nội đăng ký nhé, đủ 10 người mời thầy bay ra dạy. Ok, Nhâm Nguyễn. Chính xác luôn. Đủ 10 người Linh sẽ ra đó. Nếu mà chúng ta ở Hà Nội mà có đủ 10 bạn thì lúc đó Linh sẽ ra Hà Nội, Linh sẽ bay ra đó và chia sẻ với chúng ta trong 3 ngày. Sau đó khi mà Linh vào thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ hỗ trợ cho chúng ta online. Rồi thi thoảng 1 tháng, 2 tháng Linh lại ra Hà Nội thì lại tiếp tục offline và hỗ trợ cho mọi người được nhiều hơn. Được chưa? Rồi đó là những cái điều mà Linh muốn chia sẻ với chúng ta. Và trong cái chương trình học đó thì chúng ta sẽ học chuyên sâu về cái mô hình này nha anh chị. Và chúng ta học được từng bước, từng cái một. Và tất nhiên khi mà Linh ra Hà Nội không phải là một mình Linh đâu, mà Linh phải đưa thêm một vài người em nữa, là những cái người mà cộng sự làm cùng với Linh để tạo ra một cái hệ thống này, để chúng ta có một cái chương trình nó chất lượng nhất và hiệu quả nhất. Ok anh chị? Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem livestream và chúng ta buổi tối hôm nay nhận được những giá trị gì. Thì Linh muốn tất cả chúng ta hãy comment về những giá trị mà chúng ta nhận được ở dưới đoạn video clip này. Em đăng ký lịch Hồ Chí Minh hôm nào? À, lịch ở Hồ Chí Minh là ngày tháng sau đấy. À, cuối tháng 10 này. Cuối tháng 10 này là ngày nào nhỉ? Để Linh coi nhé. Tháng 10 này là ngày 28, 29 và 30 tháng 10. 28, 29 và 30 tháng 10 này nhé, là chúng ta sẽ có chương trình Rich People Business. Rich People Business thì nó cải tiến hơn cái Khởi Nghiệp Pro 4.0. Nó cải tiến hơn rất nhiều. Bởi vì bây giờ bởi vì cái Khởi Nghiệp Pro 4.0 đó là nó của 1 năm, 2 năm trước rồi. Nên bây giờ cái Rich People Business thì nó có nhiều cái cải tiến hơn, và nó chất lượng hơn, và nó hiệu quả hơn. Đó, ok chưa? Chị Nhâm Nguyễn, ok, ở ngoài đó có đủ 10 người, Linh sẽ bay ra ngoài đó. Nên Phạm Thủy về thành phố Hồ Chí Minh thì đó là ngày 28, 29 và 30 tháng 10 là chúng ta có chương trình về Rich People Business. Còn về Leadership Training 1 ấy, là chúng ta sẽ có vào tháng 11. Đó, tháng 11. Tháng 10 này thì ngày 14, 15 tháng 10. Thì lát nữa Linh sẽ post cái lịch ở trên cái Facebook của Linh và chúng ta có thể vào đó chúng ta tham khảo và chúng ta đăng ký. Rồi, chúc cho tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nha. Rồi, những bạn nào chúng ta hôm nay nhận được những giá trị gì, chúng ta muốn tất cả chúng ta comment về những giá trị mà chúng ta nhận được. Hay là những anh chị nào mà chúng ta đã học về Phụ Nữ Khởi Nghiệp 4.0 mà chúng ta nhận được giá trị, chúng ta cũng comment dưới luôn để cho mọi người có thể tham khảo. Rồi, xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và ngủ ngon.